Rồi bước 1 chúng ta để máy bàn, bước 2 chúng ta chuẩn bị kim lại máu. Ở đây chúng ta sử dụng kim lại máu vuông ha, chúng ta cắm kim lại máu vào bục lại máu. Sau khi cắm kim lại máu vào bục lại máu, chúng ta tách cái đầu kim ra để lỗ đầu kim. Chúng ta tiến hành vặn cái đầu này để giới hạn cái mũi kim sẽ ra dài bao nhiêu. Ở đây chúng ta có 1 mức, 2 mức, 3 mức, 4 mức và 5 mức. Mức thứ 5 là kim sẽ đi sâu vào lại những cái giọt máu nhiều hơn. Đối với những người trẻ thì tay như vậy, chúng ta ở mức thứ 3 và mức thứ 4. Sau khi lắp kim vào vặn giật để của bục lại máu. Các cái bước tiến hành, ví dụ như các bạn có thể sạc trùng tay bằng côn. Các bạn có thể sử dụng các cái ngọn tùy các bạn. Các bạn có thể vuốt trong vòng 5 đến 10 lần để máu nó tập trung xuống đầu ngọn tay. Các bạn sử dụng bục lại máu, dùng mạnh vào và bấm. Khi đó các bạn, khi các bạn thấy giọt máu đã đủ rồi, các bạn tiến hành lắp cái tẹp vào. Cái tẹp vẫn còn trong hộp. Các bạn sử dụng, khi các bạn lấy ra, các bạn hạn chế sử dụng tay cầm vào cái đầu đọc lại máu. Khi mà đọc mình cầm vào đây thì sẽ bị ẩm và nó dẫn tới sai kết quả. Ở đây có hướng mũi tên, các bạn lắp mũi tên quét tẹp vào máy. Ở dưới này có một rạch, các bạn sử dụng quét tẹp đe từ trên xuống dưới. Trong vòng 5 giây các bạn sẽ đọc kết quả. Ở đây kết quả của máy Medicina là theo đơn vị miligam trên decilit, thì các bạn ứng với cái bảng đo đường huyết 128 mg trên decilit tương đương với đường huyết của bệnh nhân này đang là 700 mmol. Đơn vị mmol đang sử dụng tại các cái xét nghiệm của các bệnh viện lớn. Thì đường huyết của bạn 700 là được. Đối với cái mức màu xanh này thì đường huyết bình thường, vì sáng nay là vẫn có là bệnh nhân đã ăn sáng. Sau khi thì xong, các bạn dẹp hết tất cả các cái kim và bục máu để tiếp tục thử cho bệnh nhân khác, không thể sử dụng kim lại.